Trong show thời trang Aluminium, kỷ niệm 10 năm hoạt động, Lan Khôi quyết định chơi lớn mời ngôi sao châu Á, mỹ nhân nổi tiếng Thái Lan Maida Vika, trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập của cô. Xuất hiện ở cuối chương trình, Maida Vika diện bộ váy cưới lộng lẫy của Lan Khôi và cộng sự. Người đẹp Thái Lan sải bước két quát nhẹ nhàng, gương mặt toát lên thần thái thanh tao. Maida Vika là một gương mặt rất là quen thuộc với khán giả Việt Nam và là một ngôi sao châu Á. Và Khôi rất là thích phong cách thời trang của Mai. Đó là cái lý do mà Khôi nghĩ rằng nếu mà mình có thể thực hiện được một bộ sưu tập thì mình rất mong muốn có Mai là một phần góp mặt trong bộ sưu tập này. Và rất là may mắn là hôm nay mình đã thực hiện được điều đó, là có Maida Vika, nàng thơ của bộ sưu tập. Trong phần giao lưu, Maida Vika cho biết rất vui khi được trở lại Việt Nam, nhưng khá hồi hộp. Cô nhận lời tham dự sự kiện vì cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần trong show kỷ niệm 10 năm của Lan Khôi. Bên cạnh Maida Vika, show diễn của Lan Khôi còn có sự góp mặt của Lý Nhã Kỳ ở vị trí người mở màn. Đây cũng là lần đầu tiên cô diễn váy cưới, trình diễn trên sàn thời trang. Trong show còn có sự xuất hiện của Minh Tú, cô sải bước trong thiết kế của Lan Khôi, đập tan tin đồn bất hòa. Đôi bạn thân Minh Triệu, Kỳ Duyên diễn hai bộ trang phục sắc màu đối lập đen, trắng, kết quát dứt khoát, mạnh mẽ. Thúy Ngân cũng có màn tái xuất ấn tượng sau nhiều năm không bước trên sàn diễn thời trang.